Về lý thuyết thì thay cái dây này rất là dễ. À, nhưng mà về thực hành thì rất là chua. Tại vì cánh quạt này mở ra không được. Mấy cái hàng ngoài làm cái tình mạng gì ảo. Mở sẵn hết rồi. Nó mở sẵn hết. Lấy nhựa thông còn dễ làm hơn. Đúng rồi, cái nhựa thông mà đúng ấy là xài ngon hơn. Từ cái là nó không có vậy như nó mềm á. Còn cái này càng làm càng dơ. Vệ sinh thế rồi. Thay luôn cái dây mới. Rồi mình không có cái dây hai màu. Mình thay cái dây một màu thì mình thay lần lượt để cho nó khỏi bị lộn âm dương. Nó mấy anh trong nội Trung Quốc mà cũng hay làm không có cái nào thay cho cái nào được á. Nó làm là không không có món nào thay qua món nào được á. Mua của nó là xài một lần à. Mình phải chế. Xong một em. Xả cái gì một. Chơi mình chơi lại, mình chơi hai dây màu đen luôn cho nó khỏi biết dây nào là dây nào luôn. Bấm cái dây màu đỏ này ra đi. Dây màu đỏ này dỗ ngạt à, dây màu đen của mình ruột nhiều ngon. Đúng là mình hàng xong mình phải thổi. Mà giờ cậu đeo khẩu trang xong thổi. Thiệt tình. Cũng khổ vậy. Ủa, em nhớ vậy có cái kim ngọn ngọn nha. Cái gì? Cái kim á. Cái kim ngọn ngọn anh bỏ nhà rồi. Cái lỗ mít. Bị cái chì. Thank you.
cái đó bữa anh không có cái đồ ấy sim á, lấy cái kim đó chứ còn không đâu có xài kim nữa đâu. Nhận cái này trước nha. Cái này nó có tháo cái gì nữa mà nó được mất mũi. À, mấy bạn đó đã không biết mà còn em yêu khoa học chi không biết nữa, thiệt tình không biết thì gửi xuống đây người ta làm không biết, cố tình mở ra rồi giờ rớt mất hết đồ sao mà làm. Nó có một cái nắp chỗ mà đậy cái chỗ cái mực lại nhỉ, ráp mực ráp ráp mực ráp giấy vô là đậy lại để mình không có tháo ra được á. Nó dục hết mẹ cũng cái nắp đó luôn đâu chút nào. Chỗ này đúng rồi, anh nghĩ rồi đúng rồi, có một con ốc có răng cho nó đó để nó chặn vô đây nè, để tăng đưa cái chục này nè chứ đâu đó. Bây giờ ship đại rồi không. Xiết ngẫu nhiên thôi, xiết rồi canh thôi cho là hết nha, mực thì thôi chứ mình không được. Giờ đâu có đường nào khác. Anh dục cái nó cục pin vô cây. Cắm cái cây. Cái gì vậy? Hết pin rồi. Bình. Xui vậy. Ủa, chạy luôn mới đau chứ. Làm xong chạy luôn. Ồ, như vậy sao được ta? Hên không để cái mẹ nữa. Rồi, bây giờ mình ráp lại từ từ những món chính của nó. Cái gì làm mà không được luôn á. Xong rồi, giờ là xong rồi. Lụm tiền. Lụm tiền. Cho nó cúng hướng nhìn thì nó mới bề thế nè, ta có cái chỗ đi dây đàng hoàng.
bên bên của khổ chủ chắc là còn xài được, chắc do để hết pin thôi. Rồi, kết thúc video ở đây. Sửa xong cái quạt, kiếm bày được 2 xị cũng ngon. Tại cái quạt tư liên hệ mình luôn nha. Bye bye.